Quỹ di sản cảnh báo sự phát triển của ngành thuê từ cung Mỹ Trang với những vợ chồng lớn tuổi người Trung Quốc thuê phụ nữ Mỹ mang thai hộ để sinh con quốc tịch Mỹ là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ. Không ít quốc gia cho phép dịch vụ đẻ thuê SUTTERSTOCK. Khi nói đến sự xâm nhập của Trung Quốc trong mọi khía cạnh của đời sống Mỹ, đây là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đáng kể, đài Fox News hôm 22 tháng 4 dẫn lời bà Emma Water, nhà nghiên cứu liên kết với quỹ di sản. Có trụ sở tại Washington D.C., quỹ di sản được công nhận là một trong những tổ chức nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách có ảnh hưởng trên thế giới. Bà Water mô tả một mạng lưới bắt đầu với bào thai được thụ tinh trong ống nghiệm ở Trung Quốc hoặc Mỹ, kế đến cấy vào tử cung của một phụ nữ Mỹ và 9 tháng sau sinh hạ một công dân Mỹ với gen di truyền Trung Quốc. Đứa trẻ được đưa khỏi Mỹ và được cha mẹ người Trung Quốc nuôi dạy theo các giá trị của Trung Quốc. Trẻ Trung Quốc được sinh ra từ một người Mỹ mang thai hộ, được trao và duy trì đầy đủ quyền của một công dân Mỹ chỉ vì được sinh ra trên đất Mỹ. Bà Water trình bày trong bài đăng trên trang điện tử của tạp chí bảo thủ Federalist trước đó trong tuần. Bà chỉ ra khi đứa trẻ được 21 tuổi, cha mẹ sẽ có cơ hội trở thành công dân Mỹ thông qua việc đăng ký làm thường trú nhân. Bà Water mô tả cái gọi là sự ngụy trang nhân khẩu học đối với quốc tịch Mỹ, đã biến trẻ Trung Quốc sinh ra từ người đẻ thuê Mỹ là mối đe dọa an ninh quốc gia của nước này. Chúng tôi không biết những đứa trẻ này là ai. Vì thế khi những đứa trẻ này quay lại và can dự vào hoạt động nghiên cứu hoặc học thuật, hoặc ký hợp đồng mua bán, hoặc thậm chí xin việc trong những lĩnh vực nhạy cảm, chúng ta không có cơ chế theo dõi rõ ràng để chứng tỏ những công dân Mỹ này thật sự có nguồn gốc. Và con đường đến Mỹ vô cùng phức tạp, bà cảnh báo. Hiện Mỹ chưa có luật ở cấp tiểu bang lẫn liên bang yêu cầu theo dõi các quy trình mang thai hộ quốc tế theo từng nước. Và nhiều trung tâm chữa vô sinh trong nước quảng cáo bằng tiếng Trung rằng họ cung cấp dịch vụ đẻ thuê tốt nhất dựa trên các điều kiện tốt liên quan đến pháp lý, xã hội và y tế ở Mỹ. Đẻ thuê là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ký thông qua luật cấm phụ nữ Nga cung cấp dịch vụ đẻ thuê cho người nước ngoài. Trong khi bà Water kêu gọi chính quyền liên bang hãy thông qua luật giới hạn đẻ thuê cho người Trung Quốc, đài NPR năm ngoái cho hay hàng trăm trẻ em Trung Quốc chào đời thông qua phụ nữ mang thai hộ ở California mỗi năm. Chi phí mang thai hộ trong những trường hợp này lên tới $100,000 trẻ. Theo Fox News, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.